Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin thưa với quý vị và các bạn, có một số đồng chí điện cho mình bảo coi như thế là mua cái loại băng cũ tổ như anh giới thiệu. Thì băng cũ tổ đó là băng Maxen UD2. Thế nhưng các đồng chí lại mua những cái cuộn băng mà khi mình mua về ấy là nó có sẵn chương trình rồi. Thế còn chương trình của nó là ngày xưa thâu hay bây giờ thâu thì lại hồi sau mới rõ được. Cũng chẳng thể nói được, thế nhưng mà chắc là chương trình từ ngày xưa đấy nhá. Nói bảo nó ngày xưa thì khác gì kể chuyện cổ tích. Thế nhưng mà những cái cuộn băng này nó còn có cả những cái giấy mà nó ngả màu theo thời gian rồi, thì chắc là chương trình người ta thâu từ ngày xưa, và có những cái bài hát nó cũng đúng ở trong cái cuộn băng đấy. Thì những cái cuộn băng này là mình mua về nó có sẵn rồi, thì mua mỗi lần mua vài trăm cuộn băng, có lần mua 500 cuộn băng. Thế nhưng mà để mà ngồi mà kiểm tra xem là băng nào là nhạc vàng, băng nào là tiếng Tây, băng nào là tiếng ta, băng nào là cải lương, băng nào nhạc đỏ, băng nào nhạc không lời, băng nào đạo và đời, nó mất rất nhiều thời gian. Đấy, những cái cuộn băng tỷ dụ như mình thâu, các đồng chí thâu theo yêu cầu, mình chọn lựa những cái cuộn băng nhìn nó còn đẹp, sợi dây nó còn tốt, là mình bỏ vào cái đầu của mình là chương trình cũ nó là cái gì không cần biết, nó xóa đi, nó thâu ngay cái chương trình mới vào. Thế nhưng mà ở đây lại phải bỏ vào đầu để nghe nghe xong rồi lại còn phải xem cái ca sĩ đấy là ca sĩ gì để báo cáo nhá. Thế nên là nó cũng mất thời gian lắm, nên là nó cũng chỉ làm được một vài video thôi. Đây là những cuộn băng cũ tổ. Ở combo này có 5 cuộn. 1, 2, 3, 4, có 5 cuộn. Đây. Đấy. Đây là chữ Compact Disc Công Sơn 29 hàng bài. Thế này thì ở Hà Nội. Đây này. Cuộc tình xưa cô lái đò. Nhưng mà không biết có phải là cô lái đò bên Hạ không thì cũng không biết. Còn đây là bài hát đây này. Đấy, cô hàng xóm hái hoa này. Đấy. Ở trong cuộn băng này mình nhìn thấy ví dụ ca sĩ Chế Linh này, Sơn Tuyền này, Thiên Trang này, này. Đấy. Hương Lan này. Bức tâm thư TV là Tuấn Vũ, còn cái chịu chả biết là ca sĩ gì. Nhưng mà này, đấy thì cái những cái cuộn băng này là cái băng mà người ta thâu từ ngày xưa đấy. Đây. Mình bỏ vào mình nghe rồi, đương nhiên là những đây này, còn chưa vệ sinh này. Chưa vệ sinh, thế nhưng mà nghe âm thanh bén lắm. Âm thanh bén lắm. Đấy, nghe âm thanh bén lắm. Đây. Đấy, những cái giấy thì ngày xưa xa xưa. Đấy, cái giấy từ ngày ấy nói một đại bảo ngày xưa các gì ông này ông kể chuyện cổ tích nhé. Cuộn này nữa này, cuộn này cũng ca sĩ Sơn Tuyền này, Phượng Vũ này, Thanh Tuyền này, thế này. Hai ba mùa mưa, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này đấy. Cái công nghệ ngày nay nó phát triển, thế nhưng mà những cái băng mà người ta thâu từ ngày xưa rồi nghe vẫn sướng lắm. Cái công nghệ ngày xưa lạc hậu, thế nhưng mà cái thâu bằng những cái băng cassette mà thâu từ ngày xưa nghe nó sướng lắm, giọng của thứ nó trong đấy. Cuộn băng này là cuộn băng thứ ba này. Đây, nhạc tiền chiến này, Chiều Vàng này, Hương Lan, Việt Dũng, Hà Thanh, Như Mai, Duy Quang, Lệ Thu. Ui, trong này nhiều. Đây là trung tâm băng nhạc gì đây này. Nhiều ca sĩ hát trong này lắm đây này. Đã kiểm tra rồi nhé. Cái bài hát nó đúng với lại cái đấy luôn đấy nhá. Đây này. Đấy, nhạc tiền chiến này. Đúng cái bài hát ấy luôn đấy. Không biên giới này. Đấy, cuộn này là cuộn thứ ba. Cuộn này là cuộn thứ tư. Cuộn này là cuộn thứ tư. Đây.
Đấy, nghe được một đoạn thôi chứ không nghe hết được cả băng đâu. Nghe được một đoạn rồi. Cái này là hòn võng phu. Đấy, để những cái cuộn băng này là vỏ nó như thế nào thì nhạc nó như thế nhá. Cuộn này là cuộn thứ 5 này. Cuộn này cuộn thứ 5 này. Cuộn này thì nó không có cái giấy cũ như thế, nhưng mà cuộn này mình đây nghe được một đoạn rồi. Cũng là nhạc vàng nhá, cũng là nhạc vàng. Đấy. Điểm danh 1 2 3 4 5. 5 cuộn băng cụ tổ Maxen UD2 này. Đấy, nội dung chương trình thì mình vừa báo cáo rồi nhá. Đấy là nhạc vàng. 60.000 đồng một cuộn, 5 cuộn là 300.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Còn những cái loại băng cụ tổ như thế này mà thâu theo yêu cầu, tức là bây giờ xóa cái chương trình cũ đi, thâu cái chương trình mới vào theo yêu cầu của các đồng chí thì 100.000 đồng một cuộn, tức là lấy 40.000 tiền công thâu băng. Còn cứ như thế này là 60.000 đồng một cuộn, số lượng là không có giới hạn, bây giờ đang có khoảng tầm gần 1.000 cuộn nhá. Thôi thế. Bây giờ dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Xin chào.